năm dần. Bên kia tao nói là năm dần nhiều kẻ bơ vơ, bước qua năm mẹo như ca rối cuồng, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi liệu tôi dầm về, vậy mà chưa thấy chỉnh ghê, trung ương rồng lộng ơi hề thơ thi. Thôi được rồi. Rồi, vậy Thanh Trúc thấy rất là kỳ lạ cả nhà. Cái này là ông lão là mỗi lần uống là mình giái gì đó không lão? Dạ. Ông lão này là ông lão đi xin không lão? Không có xin. Không có xin sao con thấy trong cái ca ông có tiền nè. Có tiền là những gì, nói gì đó, cái tiền ở chỗ cũng nói nếu ai có tiền mà ra đây cũng rẻ mà để phát cho người ta đi đồng xem cũng được. Thật ra tôi cũng có tiền như làm như vậy, tôi có thể máy không chán nơi thì giờ nó không quê. Nếu ta kẹt 10 số 1 cũng kẹt tốt. Con thấy ông lão cầm cái ca mà trong đây có tiền. Mà con hỏi ông lão mà đi xin cái gì mà ông lão nó không đi xin là một cái điều con thấy nó lạ hơn người ta ông lão. Ông thì tự ăn cháo rồi thấy chú ghê đi vậy. Dạ. Chắc là kỳ lạ rồi con nghe. Dạ Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thanh Trúc đi trên đường và Thanh Trúc thấy một ông lão thì giò thì mang dép lào, tay thì cầm ca, cái thì chống gậy. Thì để Thanh Trúc hỏi ông lão như thế nào nha. Ông lão đi cái này là ông lão đi xin hả ông lão? Không có xin. Không có xin sao con thấy trong cái ca ông có tiền nè. Có tiền là những gì, nói gì đó, cái tiền ở chỗ cũng nói nếu ai có tiền mà ra đây cũng rẻ mà để phát cho người ta đi đồng xem cũng được. Thật ra tôi cũng có tiền như làm như vậy, tôi có thích máy không chán nơi thì giờ nó không quê. Nếu ta kẹt 10 số 1 cũng kẹt tốt. Con thấy ông lão cầm cái ca mà trong đây có tiền. Mà con hỏi ông lão mà đi xin cái gì mà ông lão nó không đi xin là một cái điều con thấy nó lạ hơn người ta ông lão. Ông thì tự ăn cháo rồi thấy chui ghê đi vậy. Dạ. Yeah. Không có sao tệ, có yeah. Được miếng ăn đi chợ 10.000 rồi ăn 9.000 con nhà. Dạ. Không đi đâu. Dạ. Dạ. Ông lão năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 89 tuổi. Tuổi thì cũng lớn. Nhưng mà con kìa bà lão đó ra hỏi kìa. Dạ tiền. Ngoại cho không ngoại? Ngoại đi nổi không? Ông lão này mà ngoại kêu đi vô lão không có chịu lấy đâu. Tại vì con hỏi ông lão á, hồ đi xin hay gì ông lão nó không có đi xin. Dạ. Đem tiền ra cho ông lão đi ngoại. Để ông lão đi kìa. Bà hỏi bộ ông đi xin cái gì ông trả lời sao bà? Hai ông xin là thì thấy là bán cả với tuổi ông có chịu xin đó ngoài. Dạ. Dạ. Hỏi ông biết không biết cũng hồi ban thủy sự là đâu có bạn. Dạ. Con gửi cho tiền ông nè. Ông năm nay bao nhiêu tuổi ông? 89 tuổi. Trời ơi. 89 mà ông còn chắc là mạnh khỏe luôn. Cái gì? Ông lão xích vô đây nè, ông lão xích vô đây nè. Dạ. Ông lão ngồi xuống đây đi ông lão cho mát lão. Ông lão ngồi xích đây cho mát. Quý vật liệu sáng phá. Dạ. Tôi chỉ biết đi thôi, giờ mình làm cái chuyện dạ.
cả nhà con ơi. Thì con mà không có đàn bà mới dám đeo này mới đi được. Dạ. Không có. Chỉ đi cần đừng đặt bàn cầu nguyện với xe hú là tôi mừng. Rồi. Mừng. Là ông lão nói là đi trên đường đừng lập bàn cầu nguyện, đừng xe hú là ông lão vui hả? À, mừng. Cái cầu nguyện là có người xuống đất rồi. Còn động động nó mũi ba ra, còn động ai ăn chút thịt nha. Dạ. À, chứ không phải cái đó đâu. Tôi mũi ba rồi nè, cần mũi tư tôi cũng chết nữa. Dạ. Tép cũng biết nhiêu lần rồi. Tới đâu cũng đo thân nhiệt rồi. Dạ. Chợ nào cũng đo đó. Dạ. Mới cho vô chợ. Ông lão năm nay là 89 tuổi ha. Giác thức. Ở bên nơi dân tộc bên chỗ nào? Bà Phương đó nè. Ờ, với dưới vật lý xâm phát. Về về cũng đó hả? Dạ chung kệ, giờ bình thường theo dõi luôn. Có ghé xin ai không? Không có ghé à. Ở khu cư không? Tôi đâu khu cư, ở nhà. Không. Bây giờ nếu ai không tin thì lại ở nhà tôi. Giờ chỗ của ở là có người đang làm bà đóng cái tôi mang cái bộ ngựa, bộ gián để ngoài tôi cúng trong tộc họ rồi đó. Điều trước là cái chùa quấn phát lên. Ông đi kiểu dài hả? Về chứ. Xe đưa xe nước thì có rồi, sự thật. Mà ông lo bộ vậy đó hả? Đi hoài vậy. Là đi ông xin đâu đi. Là ông lão là đi xin ai cho gì cho hay là sao? Con thấy sáng giờ. Giờ thằng tôi không có xin à, không có ghế à. Ai cho? Ông nói hoàn cảnh tôi bị chen chứ gì, hoàn cảnh gì tôi đi vô á. Ông lão quá nè. Tôi chỉ đi không à. Ai bỏ vô thì ông lão nhận hay sao? Nhận chứ. Dạ, yeah. Tùy duyên ha. Dạ. Chứ còn không có lời hỏi xin. Dạ, có nhiều người nói cho tôi gỡ, tôi nói gỡ thì không có lời à. Đâu phải ngân hàng của Vĩnh Dụng mà có lời này gỡ á. Mà một lấy một không có lời, không có lời ra. Nửa gì đó hưởng. Gửi vậy thì là, đã có công gửi rồi, có gửi rồi. Đó, có người ta gửi á. Theo ông lão là... Còn nó cho thì tôi cũng không dùng, chứ tôi không xin à. Ông lão cho con hỏi, ông lão là ăn chay trường hay là sao ông lão? Không có lết gì chân. Bởi vì tôi biết câu á, không có được mặn chay. Đức thần thầy á, tình mặn mà. Yeah. Trong này tôi có nè. Có đức cứu quản luôn. Dạ. Ổng và bả mình sẽ thận luôn nữa. Ở trên mì á. Yeah. Tôi cũng đi hết trơn rồi. Đi trơn à. Có lẽ chùa đình ngũ cốc của tôi đếm nước dưới đó. Dạ, yeah, là lão nói là ăn chay lạc không thành vấn đề hay là sao? Ăn thua cái tấm lòng là cái tâm mình có. Chay thật tánh, chay tâm mới quyến. Yeah. Niệm Phật nào đợi mùi hương thành tâm niệm Phật là trước chứng dành. Tu không cần lại cần quỳ ngồi đâu, sửa đó vậy thầy cũng nên. Rồi nếu cần vậy thôi tôi tạm thời tôi đi. Rồi đi hoài á. Rồi qua đó nè, đảo lại mấy cái chợ mà chỗ đó nó bán mấy cây thịt á, tôi ngồi đó nữa. À tới đó ngồi đó đó, tới đó ngồi vậy. Con thấy ông đi mà bấm cái ấn gì đó. Đó không biết là cái đó không đâu, tự tôi làm lại tôi. Thấy lạ. Dạ ông lão cho con hỏi thì theo đời này ông lão, thường thường ta nói đời hạ quân, đời mạt pháp là sao ông lão? Con thấy bây giờ là trên đất nước của mình đó rất là khổ. Không biết đó, tôi xin đi à. Dạ dạ không, ông lão ngồi cho con trò chuyện hỏi thôi. Thì con chỉ hỏi... Con cũng dám nói à. Dạ dạ không. Bảo dân tôi đi chắc ăn hơn, tôi không ghé đâu. Dạ thì ông lão không nói thì mấy cái câu đó thôi, con không có ép. Thì ông lão trò chuyện với con tí thôi. Ở cái đường mà mình đi gì nè. Là ông lão đi một ngày là mấy chục cây không lão? Xa không lão? Có lẽ đi từ 3-4 xã rồi. Thí dụ vậy? À đi à. Đi tới... Đó bây giờ như bữa nay là tôi qua đoạn của năm Vĩnh Thông Đông là rồi. Dạ. Yeah. Rồi tạo đường ra Phước nè. Đó, rồi về thị trấn Long Phú nè. Đây cũng dính nè. Đó mới về xã Phương tôi. Dạ. Còn nếu đi Vĩnh Hậu phải về Vĩnh Lộc. Cứ qua vườn được, cứ đi cũng được, đừng có qua anh Vĩnh Trường, có qua bển, nó đi đủ chân ơi. Anh có cái gì muốn hỏi ông lão không? Chứ hỏi ra mà hỏi giúp cái gì, chứ có qua không biết gì, tôi giúp à, tôi cũng giúp đi rồi, không có gì. Cái câu hỏi rồi, như ông lão là cái người lớn tuổi, và thì cũng chạy ra đời trước con. Thì có nhưng... con có cái chưa ông cậu? Có. Mấy đứa con ông cậu? Qua trời hai giới. Mà hồi đó bệnh lộn mà không mất. Dạ. Yeah. Mà yeah. Được đem xác nó về chung mình đúng rồi. Đó cho người ta thiêu chân á mà con tôi được đem về đó. Phải đem về rồi nghe tôi nói sống. Con xứ con ở đây thì con sống từ nhỏ tới lớn lập trường ở đây.
thì con cũng mới thấy ông lão đi lần này cũng hơi xa, mà ông nay 89 tuổi ông cũng còn mạnh lắm đó ông lão. Nhà cái ly dạ ông khỏe không ông? Dễ ăn dạ, uống đi đường có nước cháu giờ thuốc thật mà ông bao cho ông đó trà trà đường với nhà ý vô nhà là tôi vô không được, nếu tôi đi là ông trở lại kia ta cho ông gạo tiền là đứng lên đợi không được là tôi mua hao tôi đi, tôi phải đợi người ta tới mình. Yeah. Mà những người mà chạy hú đạo là tôi thấy hơi tội quá. Yeah. Đi dưới trường lại kia xúc miệng rồi ô tôi sợ xúc miệng rồi thôi đi đợi người khác hay gì khác nó tôi nói thật là chứ mà con nít mà chạy xe tôi nó đâu kêu mà thấy chồng tôi xịn lại lấy bắt đầu trở lại quay nó ngó cũng như là đưa nó qua nào ảnh nào đây đưa cho chứ đừng có nói gì cho chú biết cho đi không ơi tôi cười qua chớ cái dịu mưa nắng đặc sự của ổng không mà tôi không nói cười mới cười à mới đi cũng cười dạ cũng cười lắm không nổi thì chuyện đó vậy theo đạo này đạo kia giống theo mà khoan khoan cái vụ đạo đó tôi nói ngay giờ lỡ bên nói rồi đó. Thằng kia là coi như nó là người đứng trưởng đàn trong cái thợ hồ á, nó ngồi cặp chất nhàn rẻ thôi, nó mới hỏi tôi xin hỏi ông một câu được không, chắc được mà nếu tao biết tao trả lời, còn tao không biết thì thôi mày cũng miễn chế nha, chứ mày chưa hỏi làm sao mà tao ừ, nó hỏi đạo nào lớn nhất thế gian, đó tôi cười, sự thật mà cười thiệt nha. Nó hỏi giọng cười đạo làm người con ơi lớn nhất thế gian chứ có đạo nào trên hai hai ngồi cho con nói chuyện tí đi hai đây là cái này cũng liên phân cái đất liên phân cũng là một loại giải thôi ở trên xuống ra không cái một mà chia ra tự do tín ngưỡng con lão này ngồi cái không giữa chợ cầu số ba mà trên ghế cũng ngồi cũng ngồi kia hỏi thử tất cả việc làm coi lão ngồi xuống liên lạc lên đây con đợi nói ngồi trò chuyện con tí để cho con bữa nay con gặp của ông là gặp ông cũng cái duyên mấy anh em con gặp ông cũng là cái duyên đó cái anh này gặp cũng là cái duyên chứ ít khi nào mà cũng gặp mặt ông lão con là bây giờ á tôi giờ sự thật con mới mất con vợ mới mất năm ngoái 90 tuổi bây giờ sự thật mà nói nè cầu quốc hội này nè dạ cầu quốc hội con biết tôi ngồi dưới cầu ị kia mặc áo có sông linh nha nữ giới ngồi nói chuyện với tôi mới nói sao bắt ca hát á bắt gì đồng đạo á buồn cái tôi cười ị ta hỏi cái gì mà cười tôi hỏi đồng đạo á có đi đăng ký phòng trọ không hỏi thánh nha tôi cũng chỉ điểm cho nam mô cái thất này có gạo không có gạo vô lại nam mô a di thất này không có gạo tôi đi có sự thật rồi thôi mới làm qua đây tôi đi quay dạ, không được ngồi tí rồi không có gì trong này còn ba cái máy nữa cũng vậy đó bên này là có cái gì ông cụ bên này là có tăng sĩ rồi tăng sĩ là sao? Tăng sĩ còn hai tăng sĩ á bon bon tại chùa ông bảo cũng tại chùa á có cũng máy gì đâu mà máy sao ông bảo dạ nó máy rồi đang si cua rồi nói biên nó đặt thai ờ vậy đó ông có thời giảng có mấy cuốn giảng đồ có khi người ta muốn xin máy ông tặng luôn hay sao ông lão hay là tùy duyên chỗ nào mà thí dụ khó khăn quá người ta xin máy niệm Phật ông lão có cho không cũng phải mình suy nghĩ cho kỹ cái dạ. Tâm bởi vì xem ngó đây là biết cái tâm rồi dạ. Ông lão với lại con ông lão con này cũng nhỏ tuổi muốn hỏi ông lão á thì thường thường người ta con thấy mà đời này ông lão rất là bệnh luôn bệnh này bệnh kia là có khi nào mà thì do là khí hậu hay là do cái đời này nó thấy mà lu bu quá ông lão theo thường thường ta nói đời cùng tu gấp kịp thì gán tu để hưởng phước nhờ đó ông lão con thấy ông lão con quý ông lão đó con thì đi trên đường này thì cũng không có gặp ông lão bây giờ cũng như người ta tự cho rằng á bệnh á từ cửa miệng vào khi mình ăn đồ quá nè cái sức quá học hồi xưa tới giờ tồn tại trong là bây giờ bao tử tôi cạo ra cũng chắc làng luôn đó còn quả từ lỗ miệng ra rồi có nhiêu tự mình đem bệnh với mình mà
nhưng mà chỉ biết bây giờ nếu mình xem cái tờ báo này, ông đi tới đâu ông lão? Đi xuống đó qua bển rồi đảo lên chỗ đó vẫn đã tạm, bây giờ đi về ông Phú luôn rồi. Ông ơi, ông không được. Bây giờ ông ngồi còn đây, ông còn đi. Ông ngồi đây tí nữa đi, coi ông trò chuyện con tí nữa rồi xong rồi. Tại cho con làm cho đủ cái độ video để con chia sẻ lên cho cô chú. Thì ông lão có cái gì chia sẻ cho con cũng được biết để cho mọi người được biết không lão? Con thấy mà nhiều người cũng giống mà đi giống ông lão nè, mà nhưng mà là người ta cũng xin đó, người ta đưa từ người mà còn ông lão con thấy rất là lạ, là ông lão không có xin. Là sao không xin là sao? Tại vì đi đường ai bỏ vô thì ông lão nhận, chứ ông lão không phải như mà đưa cho tôi. Con thấy cái điều rất là kỳ lạ đó ông lão. Công an biên phòng hải quan gì có trên bảo vệ chợ cũng có trên tự do luôn. Yeah. Đi đường khi ông nội đứng lại thì đứa gái nha, ông nội đứng là con có gì không vậy thôi. Nhiều người nắm gì giật như lão luôn hả? Con lão chứ có nói gì đâu. Ông lão cho con hỏi thì thường thường á là trên câu giảng á như gì nè ông lão. Năm dần nhiều chỗ bơ dơ đó ông dạo. Người ta kêu năm dần, còn hôm nay là năm năm dần. Yeah. Bên kia tao nói là năm dần nhiều kẻ bơ dơ, bước qua năm mẹo như ca rối cuồng, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi liệu tôi dần về, vậy mà chưa thấy chỉnh ghê, trung ương rồng lộng ấy hề thơ thi. Thôi được rồi, cảm ơn tôi đi. Quá hay luôn. Đó, đi. Ông lão đi đường bên đi nè, ông lão. Đi tôi qua lại tôi không sợ lo sợ. Bây giờ nếu hai người là chạy một mạng con cát tôi chết mất một cái mình tôi một mạng à, còn cái chưa ta hai người đó cho nó ơi, nó tội nó thiệt đó mà. Tại em già đi ẩu đi tả cá thứ đi mà biết cái chơi rồi ơi, tôi qua tôi đưa gì ra rồi cái tôi qua bởi cái này tôi lấy xe tôi ngồi chạy tôi cự rồi. Dạ. Nó tới đây tôi đảo rồi. Không có ghé quán nào chứ. Ghé quán không? Không có ghé luôn mà nó về vô không biết ý sư rồi. Dạ. Không có ghé. Dạ. Mà kêu vô nhà không vô à. Không vô không luôn hả? Uống cà phê không lão? Trời ơi, nó có rồi nè. Được suối không lão? Ông lão tặng cho con câu nào ngắn hay không lão? Ôi trời ơi, không có gì đâu mà hỏi. Tặng con câu cho đấy. Câu ca dao nè ông lão. Không được đâu, con không vô cầu còn tiên làm trong vô phía nó thấy mặt tôi hết trơn rồi. Đâu có thấy đâu. Ờ bởi tôi đâu có xin bộng. Nhưng mà gặp cái mưa đồ lại phá tôi lắm. Dạ. Con xuống cái cùng quay nữa. Rồi nó ế luôn gặp tôi cần nữa. Dạ.